Tân binh Jefferson Elias gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Hello Vlog và Đức Pít xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Vào chiều ngày hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2024, sau quãng thời gian chờ đợi, thì cuối cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chào đón ngoại binh thứ ba, đó là tiền đạo Jefferson Elias. Cầu thủ từng có hai mùa thi đấu tại sân chơi V-League trong màu áo của câu lạc bộ Viettel và sau đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở mùa giải V-League 2023-2024 vừa qua, Jefferson Elias đã có 13 bàn thắng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trước đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dự tính sẽ chiêu mộ tiền đạo Bruno Baio. Tuy nhiên, sau quãng thời gian kiên nhẫn chờ đợi, phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai nhận được thông tin Bruno Baio phải mổ ruột thừa và chính vì vậy mà anh không kịp bình phục để có thể là kịp góp mặt trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải năm 2024-2025. Đó là lý do ban lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải gấp rút tìm kiếm người thay thế. Và sau quãng thời gian cân nhắc, đội bóng Phố Núi quyết định lựa chọn tiền đạo Jefferson Elias. Trong buổi tập ngày hôm nay, Jefferson Elias đã cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ngay sau khi chào đón Jefferson Elias, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã gửi bản danh sách đăng ký cầu thủ. 27 cầu thủ sẽ được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lựa chọn. Ngoài ra, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng đăng ký chức danh là giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn huấn luyện viên Lê Quang Trải sẽ đăng ký chức danh là huấn luyện viên trưởng. 27 thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đăng ký tham dự V-League 2024-2025 bao gồm thủ môn Dương Văn Lợi, hậu vệ Lê Văn Sơn, hậu vệ Phạm Lý Đức, hậu vệ A Hoàng, tiền vệ Trần Thanh Sơn, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền vệ Châu Ngọc Quang, tiền đạo Jefferson Elias, tiền vệ Trần Minh Vương, tiền đạo Trần Bảo Toàn, tiền đạo Trần Gia Bảo, tiền vệ Hồ Minh Quyền, tiền vệ Lê Hữu Phước, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, tiền vệ Cao Hoàng Minh, hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Marcel Da Silva, thủ môn Phan Đình Vũ Hải, thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Cảnh Anh, hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài, tiền đạo Vũ Minh Hiếu, hậu vệ Jairo Finho, tiền vệ Võ Đình Lâm, hậu vệ Phan Du Học, hậu vệ Nguyễn Duy Thắng và hậu vệ Dụng Quang Nho. Trong đó đáng chú ý nhất là cầu thủ mang tên Trần Gia Bảo. Đây là thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhưng mới có 17 tuổi và lần đầu tiên được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đăng ký tham dự sân chơi V-League. Go. Okay, let's go.
phi hoàng được. Tay. Stop. Repeat. Let's go. Repeat three. Go. Go. Đi ngày mai mình phối hợp vận động năng. Stop. Ok. Bắt đầu ngày mai bắt đầu mình vô phối hợp vận động. Go. Go. Rồi. Go. Vậy bà. Ôi ôi, cũng học. Đô là quen luôn. Sạc kênh đi mưa tháng tư. Stop. Okay. Thank you. Go. 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 Go.
Có Vũ á. Có Vũ á. Vũ Như Cẩn. Qua mưa đâu? Qua mưa đâu? Qua mưa đâu? Qua mưa đâu? Thôi đi, có nhớ gì đâu. Oh, yeah.
scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.